tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt là một câu nói ý nghĩa sâu sắc trong triết lý Phật giáo, nhấn mạnh sự tác động của tâm hồn, suy nghĩ và thái độ sống của mỗi người lên diện mạo và cuộc sống của chính họ. Ý nghĩa của câu này có thể hiểu là tướng, ngoại hình và cả những gì diễn ra bên ngoài sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng và suy nghĩ của chúng ta. Khi tâm ta hướng thiện, biết yêu thương và bao dung, vẻ ngoài cũng trở nên tươi sáng, hiền hòa và gần gũi. Ngược lại, khi tâm trí chìm đắm trong sự ghen ghét, oán hận hay ích kỷ, ngoại hình cũng dễ dàng trở nên u tối, khắc khổ. Sự thay đổi bên ngoài phụ thuộc rất lớn vào những gì diễn ra bên trong tâm hồn của mỗi người. Trước hết, tướng tùy tâm sinh hàm ý rằng ngoại hình, nét tướng bên ngoài của con người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tư duy và trạng thái tinh thần bên trong. Một người có tâm hồn trong sáng, lạc quan, yêu đời sẽ có nụ cười tươi tắn, ánh mắt sáng ngời và một vẻ ngoài dễ mến. Chính sự bình an, hài lòng trong tâm hồn tạo ra năng lượng tích cực, từ đó lan tỏa ra cả diện mạo. Không cần trang điểm lộng lẫy hay quần áo sang trọng, chỉ cần tâm hồn an yên, suy nghĩ thiện lành thì vẻ ngoài cũng tự nhiên toát lên nét dễ chịu và gần gũi. Sự tự tin, thanh thản và hạnh phúc từ bên trong làm cho con người trở nên tỏa sáng, thu hút sự quan tâm và yêu quý từ những người xung quanh. Đây cũng là lý do mà nhiều người thường nói rằng nét đẹp thật sự bắt nguồn từ nội tâm. Mặt khác, những suy nghĩ tiêu cực, ghen ghét, oán hận cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngoại hình của một người. Một người luôn sống trong lo âu, tức giận hay ghen ghét không chỉ khiến tâm hồn họ u tối mà còn làm cho gương mặt trở nên căng thẳng, nặng nề. Các biểu hiện như ánh mắt u ám, môi mím chặt hay nếp nhăn xuất hiện thường xuyên trên khuôn mặt đều là dấu hiệu của một tâm trí không bình yên. Càng chìm đắm trong tiêu cực, nét mặt càng trở nên khắc khổ, làm cho người khác có cảm giác xa cách. Sự căng thẳng trong tâm trí có thể gây ra những biểu hiện tiêu cực trên khuôn mặt và cơ thể. Điều này là minh chứng rõ ràng cho câu tướng tùy tâm sinh. Đây không chỉ là quan điểm triết lý mà còn có cơ sở khoa học khi các cảm xúc tiêu cực có thể làm cơ thể tiết ra các hormone gây hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sắc diện. Tướng tùy tâm diệt cũng là một phần quan trọng của câu nói này, hàm ý rằng khi chúng ta thay đổi tâm, diện mạo và cuộc sống của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Nếu ta đang mang những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, việc chuyển tâm từ tiêu cực sang tích cực có thể làm diện mạo và cuộc sống của chúng ta trở nên tươi sáng hơn. Người ta có thể bắt đầu bằng cách nuôi dưỡng lòng từ bi, khoan dung và suy nghĩ tích cực. Khi tâm được thanh lọc, những nỗi buồn, sự giận dữ dần dần tan biến, thay vào đó là cảm giác bình an và nhẹ nhàng. Từ đó, nét mặt cũng trở nên hiền hòa, ánh mắt trở nên sáng ngời hơn. Sự thay đổi từ bên trong này sẽ giúp diện mạo bên ngoài của chúng ta trở nên ưa nhìn và dễ gần hơn, khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi tiếp xúc với ta. Ngoài ra, tướng tùy tâm diệt còn là một lời nhắc nhở chúng ta về khả năng chuyển hóa bản thân. Con người không hoàn hảo, và trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi những lúc suy nghĩ tiêu cực hay cảm xúc tiêu cực chi phối. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta có ý thức và nỗ lực để thay đổi chúng. Nếu ta biết nhận diện và từ bỏ những thói quen suy nghĩ tiêu cực, những ý nghĩ và cảm xúc không lành mạnh sẽ dần dần biến mất. Khi đó, nét mặt căng thẳng cũng dịu đi, vẻ ngoài cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Đây chính là cách mà tướng tùy tâm diệt tác động đến cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta hướng tới một phiên bản tốt đẹp hơn của bản thân. Câu nói tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt còn mang ý nghĩa rằng con người có thể làm chủ được số phận của mình. Không phải lúc nào cũng cần phải chờ đến khi mọi thứ xung quanh thay đổi thì ta mới cảm thấy hạnh phúc, mà chỉ cần thay đổi chính mình,
từ đó cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn. Tâm sinh tướng, nhưng điều này không phải là số mệnh không thể thay đổi, mà mỗi chúng ta đều có khả năng biến đổi từ bên trong. Nhờ vào sự rèn luyện, tu dưỡng và thái độ sống tích cực, chúng ta có thể tự cải thiện cuộc sống, sức khỏe và các mối quan hệ xung quanh. Một ví dụ thực tế cho triết lý này là câu chuyện của những người từng trải qua nhiều khó khăn, biến cố trong cuộc sống nhưng vẫn giữ được thái độ sống lạc quan, bình thản. Có những người dù đối diện với bệnh tật, mất mát, họ vẫn có thể giữ cho mình một tâm trí sáng suốt, bình yên và không để những biến cố bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần. Chính sự kiên cường, sức mạnh nội tại của họ đã giúp họ vượt qua nghịch cảnh và thậm chí còn khiến những người xung quanh cảm thấy ngưỡng mộ. Đây chính là biểu hiện của tướng tùy tâm sinh. Khi con người chọn giữ cho tâm mình bình yên và tích cực, mọi khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn và diện mạo cũng không bị ảnh hưởng tiêu cực. Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt không chỉ là một câu nói triết lý mà còn là một lời khuyên quý giá để chúng ta biết cách sống sao cho đẹp lòng mình và không làm tổn thương người khác. Bằng cách tu dưỡng tâm hồn, biết yêu thương, tha thứ và giữ lòng thanh thản, chúng ta không chỉ cải thiện diện mạo bên ngoài mà còn xây dựng được một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Tâm an thì tướng sáng, và khi tâm sáng thì cuộc sống cũng tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn. Tóm lại, tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt là một lời nhắc nhở rằng vẻ ngoài của chúng ta phản ánh tâm hồn bên trong và rằng chúng ta có quyền làm chủ, thay đổi bản thân từ bên trong để có được một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Khi ta biết sống yêu thương, chân thành và lạc quan, cuộc đời sẽ trả lại cho ta vẻ ngoài rạng rỡ, những mối quan hệ tốt đẹp và một tinh thần bình yên. Ngược lại, nếu tâm ta chỉ đầy ghen ghét, đố kỵ, sự u ám đó sẽ lan tỏa ra cả ngoại hình và cuộc sống của ta. Vậy nên, hãy luôn chăm sóc và rèn luyện tâm hồn mình để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, bởi khi tâm hồn sáng, cuộc sống cũng sẽ tỏa sáng theo.